Cháu ơi, ở nhà đi. Ở nhà về đi. Ai giờ vừa mưa xong, nó ướt hết này. Nhà. Vâng. Ừ, đây có cái bóng sáng thế. Sau này là có cái điện sáng thế. Cháu vừa được tặng đấy. Cái này ai tặng đây? Chú Sơn tặng. Ừ. Nó phải sáng đây chứ thì khó chịu quá. Đấy là quả gì đấy? Củ mận. Ngọt không đây? Chua thôi, không ngọt đâu. Úi trời, thả chua gì. Cái cây mận ở ngoài này à? Vâng. Nhìn thấy sai phết đấy, thì chú cháu cũng lấy đi bán nhỉ. Cái bóng này thì sướng rồi, sáng rồi. Đỡ phải tối vất vả thế nhỉ. Có nước không cho chú xin cốc? Cho chú uống nước. Chú xin. Giờ này cháu một mình buồn không? Cháu có. Thế giờ này hết gạo chưa? Cháu cũng hết rồi ạ. Hết rồi, tí lấy quả mận đi bán. Hay chú cháu không đi bán nhỉ. Bao giờ hay chú cháu mình chuẩn bị đi lấy đi, không tí lại muộn mất. Vâng. Thế cái túi của cháu đâu? Túi cháu ở đây. Chuẩn bị đi không thì muộn mất đấy. Đây chú cháu ông ra xem nào. Ú chà chà chà, quả sai nhỉ. Cháu đi treo cái này nhá. Ú treo cái to to này nó mới treo được. Ở treo chưa? Cháu đang treo. Úi trời 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 trời. Quả sai phết đấy, được đấy. Được chưa? Được. Chắc còn du cho nó ấy nhỉ? Du cho nó rơi xuống nhặt quả. Nhặt cho đây túi vào nhá. Ok, túi. Cành nhỏ quá không dám leo. Cành đầy túi chưa? Chưa. Cháu ở đấy nhá. Vâng. Chú xuống nhặt ở dưới kia. Chú cháu xuống sau. Chú là hết chạy. Xin chào các bác, ăn mận với muối nhá. Mời các bác nhá. Mận này cực kỳ chua luôn. Vâng.
với muối của mình thì bao hết cả cây này. Chồng chéo khô trên giỏ hàng. Rồi mọi người, ai nói hoa quả thì hết rồi. Các bạn hãy mua và dùng với hoa quả. Chồng chéo này gồm mắc khén, ớt tiêu gió, lá chanh khô, gừng đỏ, muối đặc biệt. Đi bán ơi. Ai chà chà chà, nặng quá. Để nó ăn bữa tối nào. Mua cả vận đi các anh các chị ơi. Ngon. Mua xăng mua vận giúp em đi. Bán rẻ cho đây. 10.000 một cân. Có tiền một cân đấy. 10.000 một cân. Đỏ thế. Cái quả hắn nó quả từ tươi này thôi. Ôi, cảm ơn chị. Cầm đi. Ủa, đó rồi. Đi, ra với chị ơi. Em bán rẻ cho đây. 10.000 một cân đấy rồi. Bán cho cân đi. Nào. Cháu đặt một cân xem nào. Đấy, được rồi. Anh ơi. Đây, anh cầm lấy. Cảm ơn em. Vâng, em xin nhá. Đấy, cầm lấy. Chị ơi, sao không mua bận giúp em đi? Thế thì làm cái này nhiều. 10.000 cân chị ạ. Để cho em 1 cân đi. Bạn ngon lắm, chị cứ ăn đi thoải mái. Manh ra để cho chú cho quả. Còn ngon rồi, mẹ mua đó. Rồi, đấy hết rồi. Mua bận đi, gái cứ chị ơi, bán rẻ cho đây. Mua bận đi. Anh ơi, sang mua vợ thì anh ơi, bán rẻ cho đây. Thế anh mua à?
Nước nó nuôi cái gì? Đây anh ơi, được rồi, 1 cân này. Đừng cứ để đấy cho anh, tí anh quay lại anh lấy nhá. Có tích quả lấy nhá. Mua bạn đi, các anh các chị ơi, mua bạn đi, bán rẻ tôi đây. Đặt, 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 đặt. Có bạn đi chị ơi. Ây da, trời sắp tối rồi. Còn hàng thứ về thôi nhỉ. Cháu 1 cân gạo. 1 cân gạo à? Lấy cái linh lượng gạo đấy. Gạo thì... Vâng, xin cháu nhá. 0 cân à? Gạo nếp này... 1 cân thôi không ạ? Ờ. Đừng có mùi mèo. Đừng có mùi mèo á thì... Ờ. Đấy, các cháu về nhá. Vâng ạ. Thấy ra thôi. Tối quá. Ok chưa? Ôi, tối thế. Sáng rồi. Ôi trời, sáng quá rồi. Đi cháu nấu cơm nhá. Đói rồi. Nấu với bát một chút. Nấu 2 bát đủ ăn được mà. Cháu đói chưa? Cháu đói rồi. Cơm chín chưa? Ấy, cơm chín rồi. Tôi lấy cái bát kìa.
Ừ, bóp căng mà nọc. Thịt ngon lắm. Tôi nói là ăn đi. Thôi ngủ thôi.